Hôm nay chúng ta vẫn tiếp tục là học có phẩm Người Tối Thắng và có phẩm Người Tối Thắng này là tôi cũng nói với đại chúng như thế này. chứ mình mới kể chuyện nghe vậy đó, phải không? Mà mình phải rút ra được uh, từ những cái uh, vị đại đệ tử của đức thế Tôn à, ví dụ như à, ngày cái giết ngày tu mặc hạnh gì ngày xóa lợi phát như thế nào ngày mục kiền liên như thế nào ngày la hào la như thế nào ngày à, a nậu la la như thế nào ngày ca duyên viên như thế nào đại khái như vậy nhưng mà có một cái điều á là quý vị không phát hiện ra được đó là mình học được những vị nó cái điều gì từ những vị thánh tăng đó giống lắng nghe rồi đó mà tôi 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 cũng tôi cũng nhắc quý vị rằng là trước thập niên của năm mươi á nhớ nghe trước thập niên của năm mươi thì chắc chắn rằng cái dòng chảy của lịch sử về kinh điển đó, Cái người Việt Nam mình thiếu phước lắm. bởi vì hiểu tôi nói rồi đó không ạ? À? Tứ thập niên qua năm mươi, Là mình chỉ được một tư tưởng thôi. Để chúng hiểu tôi thưa rồi đó không? Cho nên, Cô nó có lắc đầu có nghĩa là, à, Ví dụ chẳng hạn tôi nói gì dễ hơn, ví dụ như cô hồi 20 tuổi, Cô chỉ có một gia tài của cha mẹ thôi. Đúng không ạ? À? mà cô sách gói cô đi theo tiếng gọi của con tim 25 tuổi thì cô được mấy gia tài được, được mấy gia tài Chừng đó không hiểu hả được mấy gia tài hai gia tài gia tài bên cha bên mẹ ấy, rồi mấy gia tài bên cha bên mẹ chồng nữa là hai gia tài hiểu không thì cũng như vậy giáo pháp của đức thế tôn mà khi truyền đến việt nam mình đó nó chỉ đi một luồng của phương bắc thôi để, chúng hiểu tôi thưa cho đó không cho nên có những cái quý vị không có à, lúc đó là chưa thì tổ thầy chưa có, có sự đối chiếu giữa hai nguồn kinh tạng cho nên mình không thấy được cái sức mạnh của giáo pháp ví dụ như là à, tôi đọc lên ví dụ như là ví dụ tôi nói là quy y phật cái gì tôn thế nào là lưỡng trúc tôn chết yeah. không, à, chỉ hiểu đến đó là đi rồi quy pháp thế nào là ly dục toàn ly dục toàn mình được cái gì đi em liền à, trong cái khoảng mà mình đi em đó đó ai nói sao mình nghe vậy mình không biết được được nữa quy tăng Hả Chúng yes. trong Thế nào là chúng trong tôi? Đó. Rồi, rồi cái tặng cùng rốt ráo của mình Mà khi mình 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 thấy nó như thế nào Đó thì trong cái phẩm mà người tối thắng đây đó Là tôi nói như vậy tôi quay trở là tôi nói đó, Cái cô tôi trả lời cho cô kia cô không hiểu Có nghe rằng là sức thập niên của, 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 của 50 năm mươi là cái nghĩa là từ khi 1911 đó là cho đến là đầu thế kỷ thứ 19 đúng không ạ? Mình mình, mình học lịch sử mình mới nhớ cái, cái cái giai đoạn đó, cái giai đoạn đó Phật giáo như thế nào đối với cái người Việt của mình. Đó, ví dụ như ví dụ như chẳng hạn những cái ngôi trường này nè một trăm năm sau mà Phật giáo nó phát triển á thì chính quý vị là những người bị tiền bối và thay giám viện đó là cũng là từ tiền bối khai sơn ra cái tu viện này cái trường Phật học này trên cái người Phật tử đã được giáo pháp nó đầy đủ trên mọi lĩnh vực hiểu tôi thơ cho đó không thì mình hiểu được như vậy có nghĩa là cái nền tảng giáo pháp đi như thế nào rồi cái đời sống cho đến đó, mọi thứ như thế nào thì tôi 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 đọc lịch sử tôi qua là tôi thấy là trong những giai đoạn đó đó là hầu như chữ viết của mình nó cũng chưa có được là phận hành lắm ok kinh điển dịch ra hầu như chỉ một phía thôi cho nên mình không hiểu được cái điều đó cho nên đó là khi ai nói như vậy á tính từ cái chỗ đó đó quý vị biết không tôi hỏi quý vị tôi không hỏi giỡn đâu đức phật tu pháp gì chứng vậy tu pháp gì chứ Quý vị không bao giờ dám nhìn thẳng vào đau tôi đâu Thì đâu có biết đâu trả lời Phải không Hỏi Đức Phật tu chứ pháp gì chứ Biết gì trả lời Cho nên nó mình bẻ qua một ngã khác Hôm nay mình học các phẩm người tối tháng Tôi không đi nhanh được Tôi nhắc quý vị một cái điều đó là Mỗi cái mặt hạnh Của mỗi vị thánh tăng là cái thời gian tu tập á ví dụ như đối với đức thế tôn đối với đức thế tôn là bậc gotama là lúc vật bổn sư mình cõi này nè cái hành trinh tấn á là thời gian bao lâu quý vị biết không sai nó sai nói là biết đọc lên là biết sai liền vậy sao bởi vì biết sai cho nên là là là, là tôi nói sai mà tôi không nói sai á là có nghĩa là vẫn tiếp tục đọc là có nghĩa là cái tâm thức của quý vị quý vị á sắc và cái trần nó cột lại với nhau ngay cái chỗ 11 mười mấy dễ Dỡ dở vỡ nó đọc mà không chính xác sao được đúng không không có tôi nó đặt cô nó 11 cái chị kia nó 16 tôi phải chọn người 16 chứ bởi vì chị dở vỡ ra chị đọc chính xác hơn còn cô dở mà cô dở chưa hết không cái đó là nhớ nè công thức nhớ nè uhm, à, niềm tin là bao nhiêu rồi à, tin đắn còn cái nữa là gì trí tuệ bao nhiêu dép yep. ok Thật đổi gì cái công thức của nó là hai bóng 46, 48, 16 Chứ là tự nhiên nhảy 11 là sao Đó là công thức nhớ yep. Đúng không ạ à? Đó phải nhớ nha Quý vị mà ngồi ở đây Có mặt ở đây nè Mà gặp ở nhau đây nè Mà cùng nhau nhìn về một hướng á đó. đó. là bài kinh tâm trong sáng Mà cùng nhau về một, nhìn một hướng á mà không có chống đối nhau trong tâm tham tâm sân tâm si đó là quý vị phải nuôi cái mặt hành của mình như thế nào cho nên có nhiều khi ở chung phòng chung lưu với nhau mà mình người mặt trời người mặt mặt trăng cộng chung ngồi ở phòng học này đó mà người thì mặt trăng người thì người thì ở đọa a tu la người thì ở đâu bốn cò đại sứ người ở đâu bốn cò đời sứ người ở đâu bốn cỏ đồ sứ mà chỉ lên trên là tôi nói xin thưa là chết đó là để chống hệ của tôi nói không đã nói đặt địa chỉ hết cô này cô gửi thơ đi hoàn toàn là thơ gửi hồi âm mà thơ gửi đi mấy lần mà chẳng hồi âm chưa thấy là vậy đó cô gửi răng đi chỉ bốn cỏ địa 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 sứ địa ngục ngầu quỷ trúc sanh và tu la mà nhớ trong nó vậy đó là mình tu đó quy y Phật không đòi địa ngục quy y Pháp không đòi ngầu quỷ quy y Tăng không đòi bằng sanh quy Phật kính quy Pháp kính quy Tăng kính quy Phật lưỡng túc tôn quy Pháp ly dục tôn quy Tăng chúng trung tôn mà quy Phật lưỡng túc tôn là gì dạ thưa thầy con không biết con không biết thì con ngồi đó con ngồi đó con cứ làm tin con làm tin mỗi khi con nói khi con nói là con nói sai là vậy đó chấp yep. cái đó là cái tôi xin thưa quý vị rằng là, là trong các phẩm người tối tháng ấy nè có những hàng cư sĩ cận sự nam tu đắc pháp có đạo có quả đàng hoàng. Cái gì nữ? Cận sự nữ. Phải à, Tu có đạo có quả đàng hoàng trong cái phẩm người tối thắng. Cho nên cái phẩm người tối thắng này là tu quần ít nhất là 3 năm. Bởi vì trong đó có quý vị mà quý vị đã không thấy được cái đó rồi đó nói theo tinh thần á, là các bồ đề tâm, á, cái tâm giác ngộ và cái tâm giải thoát quý vị không đủ ba la mật trong đó. Có nghĩa là nấu 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 cái sồn, sồn sồn, sồn sồn không mà. Yep. Tại sao tôi nhắc đến cái hành cái, cái 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 chỗ mà trăm ngàn đại kiếp quý vị hỏi một một a à, tăng kỳ hay là một trăm ngàn một 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 đại kiếp bao nhiêu năm? để quý vị tính ra được cái thời gian đó. Và quý vị thấy cái đó, phải biết cái đó. Và cái đó như thế nào là một đại kiếp. Nghe Mà mình không thấy được cái đó đó, là có nghĩa là cái nguyện của mình nó lớn hay là nó nhỏ. Cho nên cái sức tinh tấn tại sao mà 16 A à, Tăng Kỳ, trăm ngàn đại kiếp là chỗ đó đó. Tại con người mình nó luôn luôn bị nhàm chán mà mình không có cái niềm tin gọi tinh tấn không bao giờ vượt quá cho nên nó tu cho vui tu la rai tu đỡ buồn hiểu không ai rủ đâu thì mình đi theo đó không phân tính tà đó. bữa thì gái núi bà đen bữa thì gái núi bà bà gì bà gì tôi không có nghe bà trắng mà nó là bà hôm bà gì nữa bà điểm và gì nữa? Và gì? Và, và, gì? gì? Ôi nó đến phạm phu tục tử là nhớ đủ thứ ba hết. À, khi tôi nói đến đó, tôi nói đến đó, hôm nay mình nói đến cái mười vị tỳ kheo thì nói đến cái ngày À, trong những vị đại la hán khi nó đến đức phật rồi tám cái rồi nó ngày Kiều uh, Trần như là một trong năm vị đại đệ tử đầu tiên uh, thuyết pháp tại vườn này nói bài kinh gì hả kinh chuyển pháp luân đúng không phải không nội dung kinh chuyện pháp luân là gì dạ. hả Tử gì để nói cái gì hả khổ tập diệt đạo đó mà có ai chứng quả không ai đó 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 chúng tôi nói cái này để 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 biết ông tôi, tôi tôi nói cái này tôi nói là quý vị nghe thôi hồi nào tôi kêu ghi là ghi có nghĩa là mình kể chuyện nhau thôi là bị thánh tăng thôi nhưng mà kể chuyện nhau nghe nhưng mà đức phật tại sao phải nói với ngài kiều trần như uhm, khi đức phật mà đáng sanh tại vườn lâm thì đây đúng không nha nè à, là bồ tát sĩ Đa ta đó từ công trời đâu xuất thánh Thái lúc mà sinh ra đó thì vua tình phạn á là mời một trăm tám vị anh hùng mà gọi là lương xuân bạc á là có nghĩa là cao thủ võ lâm á là cỡ như quý cô là kiểu như nhìn là biết mặt địa chỉ ở đâu đó có nghĩa là thời đó là toán số có mấy ông mà đạo sĩ ở ấn độ là tuyệt vời cỏ cú phải không ạ à? nói đâu nay nhìn cái mặt biết cô là ở địa chỉ đâu chùa nào nó biết hết từ đâu đến ở kia đặt lấy là đặc biệt là những vị đó đó là cũng có tu chứng thần thông cả. nhưng mà để tôi nói cái chỗ này là tôi khám phá cho này nè nhưng mà khi mà tu mình đã, 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 lớp này chưa có học nhưng mà nó tam minh lục thông á mà nói về cái, cái, cái túc mạng thông mà khi quay trở lại thấy là cái dòng sanh tử của mình kiếp này là là hoàng hậu kiếp này là là ma kiếp này là súc sinh kiếp này là ngọ quỷ kiếp này à, tôi la 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 mà thấy 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 ngược trở lại 100 ngàn đại kiếp á Là quý vị biết á Trăm ngàn đại kiếp của chính bản thân mình đó nha Là có nghĩa là sao Trong cái thời gian Mà những vị tu đó đó Người ta tu Cái ba la mặt của người ta Ta phát nguyện liên tục như vậy Trong cái 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 cái, cái, cái lộ trình của người ta khi cái kiếp chót của người ta chứng quả là chúng hiểu tôi nói rồi đó không cái đó phải nắm cho vững nha chứ còn không là không biết á à. cái đó từ trong chú giải phải 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 phải, phải mau ra mới thấy cái đó thì ngay cái chỗ đó đó là cái ông mà kỳ anh an nhân nè ông là một trong một trong 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 lẻ tám vị đó đó thì vua tình phạn chọn nó tám vị xuất sắc đó thì vị nào cũng coi tướng của đức phật bổn sư mình á là đều dơ hai con tay Có nhớ cái, cái trong chuyện đó không ạ à? hai con tay nó ý nghĩa là như thế nào quý vị biết không Đấy không? Dạ, yeah, quý vị đâu biết được Hả? Yes, hai con đường để đi Nhưng mà hai con đường để đi Không có ai đã đi hai con đường một lần hết Nhưng mà người ta nói là Một đó là cái gì? Lắm vua hả không Hai nó xuất ra làm tu sĩ À, là bậc chánh đẳng giác đó Nhưng mà chỉ có ông Kiều Trần Nhân Ông dư mấy con tay đó quý vị Tại sao ông dư một con tay? hả quý vị nghe cái chỗ này đó là ngay cái chỗ này tôi kể chuyện thôi nhưng mà thực sự nó có tu á là có nghĩa là có tu á là tôi không phải nói quý vị có tu mà có nghĩa là ông ai ông kiều đừng như thế nào ông ở trên núi nó ông mới biết ông là từ trên xuống mà nó là trên nào hạt lý là ông phải ở trên phạm thiên mà phạm thiên là cõi trời nào mình xác nhận không đúng địa chỉ đó mà nói là nhớ nghe là nó rơi trong cái giới thứ mấy yep. cho nên mình phải dùng cho nó chuẩn xác mình nói nó thành thành có thói quen mà có thói quen đó là nghiệp đó chuẩn xác đừng nên đừng nên vỗ tay cho những người tôi nói cái này rất là quan trọng rất rất là quan trọng quý vị nhớ này tôi nói cái chỗ này nè ok một cá tắc ấy là một có thể là một sắc na một sắc na có bao nhiêu một sắc na có bao nhiêu cái tâm tâm lực bao nhiêu vừa không ghi rồi mấy sai nó nó bởi học ra không có sai một cọng tóc của cô mà trẻ là là 16 á, là là sắc na còn một cách trong cái sắc na là bao nhiêu cái tâm tổng lực Vậy yeah. tôi chỉ cần trả lời con số 7 thôi còn nó đâu có biết cái gì cái gì đó tôi hỏi sao tôi nói cái này rất là quan trọng nha để tôi nói đây là tôi quý vị mà nếu như mà trong cái cận tử nghiệp của mình đó mà quý vị không nắm cái đó là quý vị như là đi lạc đường lạc lối đó một cái là thành mấy bảy bảy gì bạn một bảy là bột ghi vô một là tiền hai đến mấy hai đến mấy hai đến mấy nhanh 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 ghi rồi hai đến sáu là gì ok còn cái bảy cái bảy là hào báo báo nghiệp còn đây là hào hào báo nghiệp ok cái này rất là quan trọng mà cái này rất là quan trọng nhưng quý vị không học á Là quý vị cố gắng buổi chiều mà nghe trong tháng Pháp á Quý vị phải nắm cái này Cái này rất là quan trọng Cho nên tôi mới nói cái chỗ này Cái tắc ý này Cái tắc ý này đó, nó trở thành cái gì? Yep. tôi nói tôi nói tôi, tôi nói cái phẩm người tôi thắng mà tôi đọc đó là từng giọt máu nó chảy trong hệ thần kinh của tôi và từng cái tế bào não của tôi nó sống lại và tôi thấy tôi cảm giác thánh tăng đang ở trong cái lòng của mình mà mình được đảnh lễ đừng ở nó đức đến đức, đức phật không dám nói Thánh Tăng quý vị phải thấy nó nguyên nhân là sao ví dụ như như ông a à, kỳ như à, ông à, ông kỳ như mà khi ông giơ một ngón tay á là ổng nhìn được 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp của Đức Thế. Hết toàn con người này là con người diễn pháp luân, con người này gọi là con người lưỡng tốt. Tục toàn Hiểu chưa? Cho nên á, ổng giơ một ngón tay. Từ cái một ngón tay đó cho nên khi mà ngài Đức Phật mà tu mà khi sáu năm khổ hạnh rừng già đó là sáu năm khổ hạnh đó nghe à mà bên theo cái tin điện phát truyền đó năm ta học đạo đó, thì tôi nói là trong 6 năm khổ hạnh đó đó trong 6 năm khổ hạnh đó cho nên khi mà gặp cái người nhân để tu đạt đến cảnh giới gì giúp quý vị nhớ cái đó không khi mà ngài bỏ ngài ra khỏi nhóm đó là ngài đạt đến cảnh giới gì nhớ không cho nên quý vị đâu có nhớ đâu mà mình không nhớ đó Có nghĩa là mình không biết tu Không biết tu có nghĩa là sao Phật mình tu để như vậy cũng như bao nhiêu người khác đi như vậy Đó nhớ rồi đó không Thì ngay khi mà Đức Phật Và Đắc Đạo trong xuôi Trong cái lúc mà tu đã gặp Kỳ Đừng Như trong khi được Khi ngài đi á qua Đức Đắc Đạo trong xuôi quay trở lại ngày nghĩ đến Ngày Kiều Đừng Như này là cái ông giơ một con tay này Lúc năm Kỳ Đừng Như cũng già rồi khi Đức Phật 35 tuổi 9 tháng sau Ông quay lại Thì ngày Kiều Trần đến già rồi Nhưng mà khi nghe bài Pháp của chuyển Phúc Luân này Ngài Kiều Trần đi, chúng tu đầu hoàng Dập yep, dập yep. Chúng tu đầu hoàng thôi Trong bản kinh quý vị nghe, nghe cho kỹ cái đó, đó Cho nên nó khi học Tăng Chi Kinh đó Là quý vị học Những cái điều mà những vị Thánh Tăng đó Quý vị có được cái gì đây cái này nè, cái này, cái này nè. Yep. mà cái này á là nó sẽ thành gì đừng có nói ngược theo cái kiểu mà mà cái bây giờ cái bờ lờ mờ nha quý vị biết bờ mờ không biết không Nói gì <cười> 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 phải không mệt lắm đó có những cái khi nó trùng âm, dài nó mệt lắm. Nhưng mà cái này nè, bao nhiêu kiếp. Cho nên quý vị mới quét cái nhà hôm nay nó sập, quý vị cứ nghĩ là ta đã sập sạch rồi sao? Chưa, chưa có đạo, chưa có quả, vẫn phải tiếp tục làm. Biết đạo và quả không? Biết không? Không biết hả? Dạ. Yeah. Đó, đó, là cái điều mà là mình cần phải biết tăng là gì tăng là gì tăng là gì tăng là đức hạnh ứng Lý hạnh thiền hạnh và cái gì hạnh nữa của anh đức tăng quý vị không có không, thuộc hả à? nhớ học nhớ phải học nghĩa là bốn đôi tu đào hoàng đạo tu đào hoàng quả tu đà hàm đạo tu đà hoàng quả a à, na hàm đạo a à, hàm quả a à, là Hán đạo a à, là Hán quả có nghĩa là đạo quả đạo quả cho nên này nè quý vị phải nhớ nha nhớ nha khi định lễ với súng một bị tăng quý vị phải nhớ rằng cái tác ý của mình mình định lễ với cái ý gì đây tăng là kẻ tự hành Phật pháp đem đậu màu về khắp thế gian hồng trần đám lửa cháy lan không? khi quý vị bị phiền não quý vị lên gặp vị thầy là tăng quý vị đảnh lễ con xin đảnh lễ thầy con xin đảnh lễ ngài chỉ cho con con đường thoát khổ cái thầy nói cá nhân tôi tôi nói liền tôi nói nhỏ thôi thầy còn khổ hơn con mà nhúng vai liền ra, no. ok, anh nói tụi nó đùa chút xíu thôi, <laughs> tụi nó đùa xin lỗi, nhưng mà thầy nói là ok, có nghĩa là, à cái con bị cái gì phiền não, ok, con phải làm sao thoát khỏi phiền não này, bằng phương pháp gì, bằng phương pháp gì, ok, cái tâm này nè mạnh nhất của con là gì? Nếu như con có phước vật mà con bị phiền não Vì phước vật là con chưa đủ cái này. Sáng thêm lên đi con. Rồi. Như tên bài. Từ cái đó vũng bọc vũng lầy của tam giới như đó hoa sen ở trong nguồn lầy Khi ảnh bình mình lối dạng vừa thoát liền chỉ cần một ý niệm đó Vừa tan hết ra chính nhờ những vị đạo vô quả tăng yep. cho nên có những vị tăng nói thẳng thì quý vị kêu khó nhưng mà quý vị phải nắm tăng là gì tăng người trực hành luôn luôn nói chính ngữ chuẩn xác trực hành ứng lý hành động viên và giải quyết thì tỷ tỷ gì tỷ gì Đó. Tùy gì Nhìn cái mặt kia lắng cho tùy phiền não liền à Tùy gì Ấn lý hành Giải quyết theo việc nó tùy gì Tùy duyên Trời ơi Tôi không có nói chữ duyên theo sao Tôi nhìn cái miệng thử cái ai có cái đầu óc mà Mà trí tệ đệ nhất không Hiểu chưa đó, phải, phải hiểu tôi nói cho đó không à Cho nên đó là quý vị Phải biết cái này mà những cái chuyện này là từ tăng đoàn của đức thế tôn. rồi những người thiện nam quý vị học những vị thánh tăng này quý vị ráng tu tập hình tướng thì cư sĩ nhưng mà tâm tư khi có đạo có quả rồi chỉ có hai con đường một là chết hai là xuất gia làm sa môn đó là khi người cư sĩ chứng quả đó là công thức như vậy đó là công thức nó như vậy còn ngồi ra không phải công thức đó là ma đạo dạ yeah. Có nghe là đội lốt gì Đó Để ý cái chỗ đó Đó là giới đó Giúp Nói không Thì ông ăn ấy nhìn như nên đó, đó Cái mặt hành của Ngài rất là lớn Khi Ngài biết Ngài lớn tuổi hơn Đức Thế Tôn Nhưng mà Đức Thế Tôn nói về ba la mặt Nói về trí tề Nói về tam minh lục thông Ngài là bậc A-la-hán cao thượng Được chứng quả chánh biến tri Do Ngài từ ngộ Không thầy chỉ dạy cho nên ông Kiều Trần Như này cung kính tôi nói là những cái cái cử chỉ mà đảnh lễ Đức Thế Tôn cử chỉ mà để mà 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 mà, mà cung kính Đức Thế Tôn ngài Kiều Trần Như không có bút nào qua thế gian diễn tả được cho nên những người mà phàm phu tục tử á cái dòng thấy những người phật tử lớn tuổi mà vô đảnh lễ chư tăng là đảnh lễ mới ni sư đảnh lễ này kia đó là về nói tại sao bà già tại sao nói những người bởi vì tâm tư của người phật tử là tâm tư nặng về tham về sân về si vô đảnh lễ những vị tu mà có giới có đức có đạo có quả để chi để cái bản ngã để cái từ ngã để cái tham để cái sân thi nó mòn đi hiểu không Chính những cái gọi là tăng là cái người tự hành Phật Pháp là giới hạnh đó Người ta giữ giới, người ta chỉ cần khởi cái niềm định, khởi cái niềm tệ ngay cái sắc na đó Mình đánh lễ như bậc lúc đó là cái tâm sắc na, là tâm đạo, tâm quả nó có Chính nơi đó dù đặt giới Thấy không? Ở trong này nó người ta phàm phu, ta bước ra cửa ta là thánh nhân trong một sắc na thôi Nếu như tắc ý này là tắc ý thiền mà có hợp gì? Hợp gì? Có thiện mà hợp gì? Nhanh, 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 nhanh. Không ghi cái này. Chết, chết, chết. Dù làm một việc thiện, dù không hợp theo thánh nhân là một thiện không có trí đó. Là dù làm thiện thì mù hay là sáng. Yes. Yeah. Hiểu không? Cái này mà không ghi, đó là Cho nên ví dụ chẳng hạn như quý vị làm một việc tốt á mà không có tí á thì cái việc nó sáng hay là tối, yeah. nó giống như cái gì đem gì đem gì đem gì du học mà du nói là đem 30 là du chỉ polo theo người xưa thôi đúng không? Ánh sáng của mặt trăng cách tính đất thời gian bao nhiêu giúp yep. nếu như cô nói cái đó tôi sẽ nói cái đó cho nghe bao nhiêu một phút 28 giây có nghĩa là mặt trăng và trái đất, đất gần nhau không nói về vận tốc ánh sáng á một phút 28 giây ok nhớ nó phải nắm cho vững cái này nha okay. có nghĩa là đêm đó là đêm không đèn dễ <laughs> không không có tối Chứ nhiều chỗ mà em ở đây nhưng mà nhiều khi du ra đằng điện ở đêm 30 tôi đi ra ngồi phố Mỹ này có sáng không? Đêm 30 á, sáng không? Cái chị hiểu không? Hiểu tôi nói vậy đó không? Cứ nói ngày nó đêm 30 là nó đêm 30 năm xu mà mình ở đây nó tối sáng. Sáng thì đốt đèn lên. đừng nói theo ngồi ngữ ngồi giao nghe không? Rồi, nhớ cái chỗ này nha. Ở ngày Trường Dư tôi nói đến ngày người thứ hai. Tôi nói nhanh lắm. Người thứ hai người, người nhân kế đó là ngày Xá là Phật, ngày Mục Kiền Liên. Ngày Xá là Phật tu. Tôi nói là ngày Xá là Phật á. Là ngày phát nguyện cái đời mà đức quý vị tôi kể cái chuyện mà nó 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 dài lòng đó. Mà tôi nhớ tôi đọc trong kinh là tôi học tôi thấy đó ngày Xá là Phật cái thời Đức Phật trước á mà ngài thấy một vị Phật mà bốn đạo bốn uh, tâm minh lục thông trí tuệ nơi kia, đó. bắt đầu khi mà Đức Thế Tôn hỏi ngài, cái tiền kiếp đó, hỏi ngài mà ngài đến nỗi mà ngài không có 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 để ý đến nữa, mà ngài nguyện đó, ngài nguyện đó tâm nguyện nguyện đó là ngài là một bậc thanh văn đại trí tệ, đệ tử của Đức Chánh Đẳng Giác, khiếp không? Cho nên tôi nói cái đó nha cho nên tôi nói tại sao á là tại sao mà xá lợi Phật đó ngài sư tu tá đó ngài xá lợi cái đó, đó ngài có cái nguyện và ngài trong dòng lịch sử mà đọc trong cái đó ngài là bậc đại hiếu đệ nhất dạ yep, tôi chỉ nói đại hiếu đến đó chấm 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 còn có gì khác tôi không nói nhưng mà tại sao ngài là trí tuệ đệ nhất lịch sử và biên niên sử của chư phật một về chánh đẳng giác phải có những vị đại thanh văn trí Tệ đệ nhất Thầy ngài trong thời Đức Phật Gotama và bổn sư của mình cách đây 2567 năm, ngài Xá Lợi phát là đại trí tuệ nhất. Mà cái bộ mà thắng pháp ở bộ mà mà pháp của Đức Phật thuyết pháp từ trung đời đâu sức á, trong 3 tháng là tất cả cái điều đó đó ngài Xá Lợi phát là ghi lại và để lại cho đời này đó. Yes. Và ngài là tam quả tứ vô ngài dạy. Nói chung nó non na là Đức Phật mà nói cái hàng mà tôi xin nói nghe là cái Đức Phật mà thử tôi nói cái 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 cái, 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 cái ba mặt của ngài Sa Lợi Phật á có nghĩa là ngài tu và trí tuệ đó liên tục liên tục bao nhiêu thân kỳ, Dạ bao nhiêu đại kiếp, quý vị biết không? Trong dòng thời gian đó là ngài không bỏ ngài tinh tấn liên tục đó như vậy đó, đó là cái công thức mà tại sao quý vị biết rằng là hôm nay quý vị ở trong ngôi nhà chánh pháp quý hạ quý vị học Phật pháp và quý vị không có biết là quý vị cứ cứ nghĩ đơn giản quá hiểu như vậy là đủ rồi nhưng mà đối với ngài Sá Lợi Pháp mà tôi đọc á thường hoàng hạ cám cái gì ngài cũng học cái gì ngài cũng biết cái gì ngài cũng phải quỳ chúng mà học học người cao học người thấp có nghĩa là đến mức độ mà khi mà đọc đến đó là quý ngài từng bước đi từng hơi thở trong từng dòng máu của quý ngài phải thánh tăng nó với nhau cho nên ngài nguyện ra đời đó là thọ ký là ngài gặp đức phật bổn sư Thế ca môn này ngài là đại trí tệ đệ nhất yep. mà trong trong bán ngài là đó là phát là ai là người em mà 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 quý ngài mà kính ngài ai một kiền liên mà tôi nói quý vị là trong dòng lịch sử quý vị đừng cái vị mà tôi đọc trong đó tôi thấy là ngày một lên khi mà ngài về đảnh lễ đức thế tôn để trả cái nghiệp mà ngài chết mà 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 tụi tà giáo nó muốn sát thủ giết ngài á thấy không ngài phải chấp nhận á, ba lần ngài đem ngài dùng thần thông ngài không ngái được mà lần cuối cùng á là ngài trả cái nghiệp nó nguyên nhân tại sao tại vì chính trong cái tiền nghiệp của ngài cũng quá khứ á ngài đánh cha đánh mẹ đánh đến chết à, tôi nói lung 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 này để cho quý vị hiểu tôi đối không có nghĩa là trong cái, cái câu chuyện tôi đọc á mà tôi nói khi cái nghiệp đến là mình phải trả tôi ấy tôi muốn nhắn cái điều đó thì ông 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 ông, ông một liên ông có cái kiếp đó là ông có một bà vợ mà ông ông tôn sùng cái người phụ nữ là năm one quanh để đi phết mà cái người phụ nữ này trong cái kiếp mà ngày một quyền liên ở đó là bà này là bà hành như chắc cũng tôi nói là trong trong dòng sát thủ phải tôi nói cái này không phải là tôi đọc sau tôi kể lại thôi thì ngày một kiền liên ở trong lấy người vợ đó nhưng mà mẹ cha mẹ ngày một liên bị mù quý vị đó. cho nên khi là ngày đi làm đó, thì bà vợ ở nhà lấy đồ đổ ra đổ ra xong xuôi đó là đổ ra xong xuôi đó rồi 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 rồi, rồi. rồi cái về mà nói là cha mẹ của, của ngày một liên á là già không thấy đường đổ này kia thì mẹ một liên mới mới sân si lên mới cũng có cái cái, 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 cái tác ý cái tác ý này cho nên khi học mà Phật Pháp Quý vị nhớ cái chữ tác ý nha Phải ghiêm ghim lên ngay chỗ này nè Ok Chứ không để là chết đó Thì ngày một liên mới đóng cái, xe củi Để cha mẹ vào rừng Là kiểu như để cho chết đó thì khi đẩy vô trong xuôi đó là ngày nguồn liên mới giả đò bịt mắt lại là là cướp bắt đầu là giả giọng khác bắt đầu đánh cho mẹ lôi cho mẹ là kiểu như là giết thì lúc đó người mẹ mới nói lên là kiểu như là con chạy đi con để chứ không bị chết cái tâm của người mẹ đó. lúc đó ngày một kiền liên vẫn nghe được tiếng nói của người mẹ quý vị có hiểu tôi kể câu chuyện không là cái lòng tư của người mẹ đó ấy thế mà Ngài kiền liên bị một cái nghiền cho nên mà khi thọ để giới đó nhớ nha có giết phật không có giết gì không có giết ai nữa Hiểu cái chỗ đó không? Nó bị đoạn căng mà đến khi lần thứ ba ngày một kiền liên mà mà, mà 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 bị mà mà mà, mà, mà sát thủ đến giết á là mình liên bắt đầu dùng thần thông để đánh lễ đức thế tôn. Ok. Đánh lễ thế tôn là con phải trả cái nghiệp này thì trong quá khứ đức thế tôn nói là ông hãy biểu hiện một sự tu tập của ông như thế nào đó những việc làm ông đi ông cứ đi những việc làm ông làm ông cứ làm nó đức đức đức, 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 đức 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 một quyền liên đảnh lễ đức phật xong xuôi và nói như vậy đó, về vô trong chú để cho chúng nó thanh thay ra để trả cái nghiệp đó nhưng mà ngài dùng thần thông ngài gom trở lại ngài đảnh lễ đức thế tôn ở đâu ngài ngài nguyện ngài có một cái lời nguyện là chỉ cần một chút thịt trong tứ đại này để con nương cái tác ý và thân của con cái tác ý của con để con trở con dùng thần thông để gom hết trở lại cho nên là ngày mới trở về sau tin á ngày bàn chấp đó là cái ngày một liên mà ngày một kiền liên đó là tôi nói cái một kiền liên đó là Quý vị phải học cái này ngày một kiền liên tôi nói cái này nữa nghe là cái này là rất là quan trọng là mình học ngày một kiền liên học cái gì Hử? học cái gì cho nên nó là mình đừng có nói ngày một Kiền liên là đại tử hình như tôi dỗ cái này lên trên này dính phải không ta <laughs> dính không thầm không dính nè à? chắc da nó da dầu già yep. tôi lâu quá tôi không nhớ mà phải chỉ định này tôi không biết ngày kiền liên tu đắc quả trước ngày sẽ là phật Ok Nhưng mà nói về muốn có thần thông là phải có gì? Hả? Phải có gì? Phải có định Đó là điều phải nhớ cái đó Muốn có thằng thông mà có định Và muốn có tề thì phải có gì? Dễ yeah. Nó giỏi giờ nó đúng rồi đó yeah. Ngày mà một liên đó là tu thiền Ngày ngủ bị cái gì bệnh gì Bình gì đó, quý vị không không biết được những vị thánh tăng của đức thế tôn mặc hạnh ba la mặt to bằng trời như vậy không học theo yes. Yeah. ngài bị cái bệnh hôn trầm cho nên nó đức thế tôn mặc thấy được thấy được ngày một quyền liên đó như vậy đó, là ngài mới dẫn ngài một xuống người thầy đó, tôi nó đức thế tôn tôi nói mấy quý vị nó là bậc lượng túc tôn là ngay cái chỗ đó đó chúng dẫn dắt ngày một quần liên đi ra đến cái điểm một ánh sáng đi ra thấy ánh sáng xưa ngày một quần điên chứng đắc a la hán liền mọi yep. người hiểu cho đó không nè ok đó là là là, là một quần liên đó cho nên nó là học một quần liên là học cái định mà anh muốn cái định anh tu cái gì tu cái gì À, quý vị nói, thiền mà thiền gì dễ giúp Tôi muốn mở cho quý vị thấy cái điều đó đó. Yeah. Nhắc luôn cho nó nhanh Chứ tôi biết cái mặt là nó ở cõi trời nào rồi đó em Nhìn cái mặt là biết ở cõi nào rồi đó Hỏi à, sao? Vậy tôi hỏi không trả lời được là biết rồi Cái bữa mình thi cái bài á Mà vô bỏ năm triền cái năm triền cái là gì? Vô muốn việc năm triền cái như thế nào? Nhớ không? Dỡ ra chép Chép xong xu rồi quên Quên xong xu rồi đốt uống sắc phân? 8 tám, tám chén thành 7 phân hả? Ờ mà uống uống ba đời ba kiếp nhưng mà ba la mặt vẫn cột một một chỗ. Có nghĩa là phải vô muốn bỏ được 5 tiền cái là vô phải học các bài kinh bổng thầy đó. Mà vô bỏ được 5 tiền cái đó. Vô bỏ được 5 tiền cái nó vô mới có được vậy. Yeah. Vậy mà vô có được định thì vô có được vậy. Yeah. Đó là cái công thức mà năm triền cái là gì tôi không nói nữa Bởi vì sao Học rồi Rồi đi rồi Hát rồi Nhưng mà hát không hay bởi vì không thuộc Quên hết nốt nhạc rồi Tông la tông thứ đồ ra mê xuân quên hết Cứ, cứ hát là, là, là cái gì đó là à, Sòn gì đó Sò so, sò so, sòn sòn gì đó okay. không nhớ được. Cho nên quý vị không nắm được cái công thức đó Đó là ngày một việc liền Ngài Mục Kiền Liên ngoài nói về thần thông đệ nhất Nhưng mà thật sự đâu quý vị biết là Đó là biểu tượng của Bậc Đại Thanh Văn rồi nói là Ngọc Mục Liên Ngài Như Rồi Ngài là Lập Pháp Ngài Cái Diếp Bây giờ còn mấy phút nói Ngài Cái Diếp có những vị thánh tăng đó Dài lắm Mà những cái vị đó đó Mà tôi nhắc là Ngài cái, Đại, cái, Đại Cái Diếp đó Là tôi hỏi quý vị Ngài Đại Cái Diếp học Sống đến bao nhiêu tuổi Ai nói sáu chục vậy? Nhiều? Ai nói trăm sáu mươi? Đó Kinh điển Bây giờ mình học Ai là người dựng lá cờ Phật giáo đầu tiên ký tập Ai

Lâu nay quý vị sẽ thấy cái chỗ này mà tôi nói đây là dù có bị ném đá tôi cũng phải chịu chút Có nghĩa là mình nói bằng sự thật Mình học ra mình nói như vậy Tôi nhắc cái này Thăng thế và sự nghiệp của Ngài Ca Diếp Đúng không? Mà tuyệt vời của Ngài Ca Diếp là cái gì? Để thành đầu đà anh đầu đà ngài là cái gì? ai không biết hành đâu đa hành đâu đa quá ngay là cái gì du đức phật đã nói rằng là không khổ hành và không em cúi đầu thò nhận những lời của các chị à, không thấy quá và không bắt cặp đó không ok thì mình, mình phải nói đừng có không có khổ hành để Đức Phật nói cái vấn đề đó tôi còn có mấy phút tôi nói nhanh mà quý vị phải nên nhớ là đó là những câu chuyện mà thực sự ra đó là những cái bài học và những vị bậc thánh tăng quý vị biết đó, Đức Thế Tôn của mình đó là bậc lưỡng túc tôn nhưng có những vị thánh tăng đó là có thể lớn tuổi hơn như ngài ngày 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 triều à, đình như rồi trong cái dòng biên niên sử của chư Phật á là một vị chánh đẳng giác những vị đại thanh văn phải niết bàn trước trước bậc chánh đẳng giác nha nhớ cái công thức đó nha hiểu không cho nên ví dụ như tôi nói ví dụ ngày mình châu là là khai trương cái trường này nè nhưng mà sao cái người nào mà nó kế thừa mà nó, nó ở bên đó làm việc là mấy người nó sao nó chết trước á hiểu chưa hiểu hiểu cái tôi nói cả đó không cho nên tôi không có dám xuống ở đại nhiều là vậy đó <laughs> không cái đó là tôi nói là đó là cái lịch sử đó là cái công thức tôi dùng là công thức chuẩn xác nhất đó là, là những vị đại thanh văn mà trước phải đi niết bàn trước về chánh đánh giá cụ thể như ngày sẽ là pháp niết bàn ở quê quê mẹ ngày mà còn một kiền kiền, liên đó mặt trước ngày ca diếp hoàng tăng quốc thích khi ngài phát cái nguyện á là khi đức phật mà thành đạo đức phật ngồi quán nhân viên là trong những vị Tránh đẳng giá phải lường ở trong cái cái, cái 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 cái, công thức tôi dùng cái từ công thức cho quý vị hiểu đó phải lường vải thô ở ở ở ở, ở, ở nghĩa địa để mà mà cái y gọi là cái y tăng già lê đó mà đó là cái 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 cái, cái công thức của chư Phật đó như vậy thì uh, cái duyên mà khi ông ca diếp á mà ông phát có nguyện cũng hành như thế nhớ không lầm là một trăm ngàn đại kiếp để mà 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 mà, 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 mà làm các vị hành đầu đà đó là cũng có thời Phật trước đó là khi ngài có giúp nghe cái 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 cái, cái hành nguyện đạo đà đó là ngài phát cái nguyện cái, cái đọc trong những câu chuyện bổn sanh đó đó để quý vị thấy đó. ngay cái chỗ tắc ý hồi nãy tôi nói đó ngài thấy hình tướng dung nhan của một hành đạo đà nó làm như thế nào cho nên ngài nguyện đó là ngài ngày xuất gia nhưng mà trong cái nguyện của ngài thì cái người mà kết hôn cùng với ngài là cùng song hành với cái cái đại nguyện của ngài là một trăm ngàn để kiếp là các bà vợ của ngài cái kiếp, á quý vị nhớ không nè nhưng mà hai người viết hai lá thơ tình là cùng đi đám cưới nhau viết cái nó có nghĩa là em đã cổ ý tắc, lạnh khô rồi nhưng vì cuộc đời của gia thế sự nghiệp em phải đám cưới thì bà viết đại khái là giống như là bà nói lên cái tâm trạng của một cái 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 con người phụ nữ mà không có nhu cầu về về gia đình nhưng mà về cái duyên lành nhưng mà giữa cái tiền nghiệp đó là giữa hai người có cái mối tư duyên với nhau trong cái nguyện quý nhớ ra đó nha cho nên có những cặp vợ chồng có thể ở với nhau sống theo tinh thần của giới đình tề theo tinh thần của niềm tin bác lãnh đạo gia đình hạnh phúc có thể giữ năm giới hạnh phúc mà có những vợ chồng đến với nhau mà bằng ăn oán bởi vì hiểu từ thưa cho đó không cho nên mình đừng nên vội vàng trách bởi vì trong tiền nghiệp mình không không biết được mình muốn giải quyết thì mình phải ngồi xuống em từ đâu đến ok là anh từ đó đến em muốn gì anh muốn gì em muốn làm bà hoàng thì em lên trên đi đúng không còn không thì đắm cho anh cái 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 thúng anh bỏ cho anh mỗi ngày ví dụ vậy tấp tấp nhưng mà cái đó là những bậc phàm còn bậc, cái bậc mà đã phát có nguyện mà này nè là khổ cùng có nói nhau tôi nói đến đó là tôi tôi nói đến đó có vấn đề đó với những vị tăng có nghĩa là sao có nguyện của người ta cùng nhau thì khi mà hai người ở nhau là cũng biết dạy năm xuôi là cái người mà cái tiền kiếp của ngài có giúp á là ngài với cái người phụ nữ á, mà lúc đó là trong cái thời đó nghe phật thuyết pháp á, là ngài có một cái y các cái xà rong thôi đàn ông á, thì ngài bằng một đêm bằng ngày thì cởi đưa cho bà nhưng mà khi ngài ngồi á, mà ngày, ngày khi Ngài nguyện ngài, 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 ngài cúng dường á, cho phật á, là tôi kể tóm tắt ra nghe thì tự nhiên cái y của của đức phật để rách mà nhà lót ngài, ngài đức phật để lau chân thôi nhưng mà cái y nó sáng thì vua mới thấy như vậy mới rồi mới mới, 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 mới cho ông y thì chào ông nhiêu ông phát cũng mới nhiêu ông giữ gì hai bộ là giữ hai vợ chồng đó là cái câu chuyện mà mình nói là bằng cái tâm cái tác cái gì cái tác ấy bà là mặt này, này, khiếp lắm cho nên nó tại sao mà nó cái y của ngài cái Diếp là cái y mà sau này tôi nói là cái như là là ngày công hôm mới, mới gặp đức thế tôn mà khi nói vậy thì đức thế tôn mới đổi cái y mà Ngài mai ở được cái địa thau nhận đó đó mới đưa cho Ngài cái Diếp thì ngày cái Diếp mới lấy cái y mà màu quần thân thích của ngài trong cái kiếp hiện, hiện tại đó đó cúng đức thế tôn yeah. cho nên từ cái thâm tình đó từ cái bậc đó đức thế tôn cái người mà thấy tam minh lục thông mà thấy trăm ngàn để kiếp tới thấy là vô thị vô chúng mới thấy được cái ông ca diếp này là ai hiểu chưa ngài mới trao cái ý này cho nên ca diếp là lá cờ hạnh đầu đà trong cái thời phật gotama cho nên cái ngôi ta, khi mà nhận cái lời mà 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 của đức thế tôn đó đó cho nên ngài cái hành nguyện của ngài đủ trong 13 hành đầu đà hành khất thực hành sáng thí hành nhiếp chúng của ngài đến nỗi mà ngài nghiêm khắc đến nỗi mà ngài nói đệ tử đệ tử tức quá, nó đốt cốc ngài luôn mà nó bỏ nó về đời luôn mà đó cho nên nó là ngài la mà la cái lòng từ đó mà có phàm tăng giận quá đốt cốc bảo về cũng có đó không có kiếp đó, đó thì chính ngài cái Diếp này là người khởi sướng lên sau khi đức bà, đức, đức phật niết bàn 3 tháng ngài là những ngọn cờ đầu tiên kiết tập kính, kính điện cho nên bây giờ mình mà nhớ đến ca diếp là kinh điển mình học đó đó tôi nói cái ý đó đó hiểu chưa mà cái bộ mà tăng chi kinh này á, là ai là người đứng ra kết tập cái tập cái ca diếp giao cho ai sai bữa hổm kỳ rồi chết đó, mình học mình mới ai cái tập ở trơn rồi mình học mình nói lung tung cho bạn á à, hiểu chưa ở nên ngay cái chỗ đó Cái người mà cùng một cái ba la mật Của Đức Thế Tôn đó là ai? Bà Gia Du Đà La Tôi nói bà Gia Du Đà La Quý vị biết không? Lúc mà bà định lễ Đức Thế Tôn Tôi nói Tôi nói mà nói đến vị chính đáng giác mà đọc Nên mà hiểu thì tiếng Việt đó. Bạch Đức Thế Tôn Con đã theo Ngài bốn A Tăng Kỳ Trăm ngàn đại kiếp Từ thân khẩu ý Của con có phạm Ngài điều gì? hôm nay ngày cho con xin sám hối gia du đà la là biết là cái gì không biết không biết không biết gia du đà la là ai không biết không biết không gia du đà la là tôi hỏi đến năm lần tôi biết có người nó bậy liền hiểu không cho nên nó... người mới nói một trăm bốn a tăng kỳ nghe thời gian lâu bốn a tăng kỳ quý vị mà đọc á một cái đề kiếp á là thành trụ hoài không thời gian bao lâu tính theo cái cái này nãy tôi nói cái chỗ mà trái đất kia mặt trăng cách một nhau một phút 28 giây ánh sáng đó là tôi nói lên cái thế giới quan của vũ, vũ trụ quan đó mà vì đại chúng không có biết cái, cái, cái tôi nói cái đó đâu có nghĩa rằng cái thời gian nó nhanh như vậy trăm ngàn đại kiếp nó thành trụ hại không như thế nào tôi nói cái đó là chỉ cái người mà học về về vật lý học nhân sinh quan mới hiểu nổi được cái đó phải nắm cái đó và công thức đó ok thì bà Gia du Đà La mình nói rồi hết giờ tôi sẽ nói nói lời chia tay với bà gia du đà la luôn bà mới nói bịch trích thế tôn trong bốn a tăng kỳ trăm ngàn đại chiếc từ thân khẩu ý của con có xúc phạm đến ngài điều gì là quý vị biết cái tiền kiếp mà mà khi đức cô Toma mà phát nguyện chánh đẳng giác đó mà bà gia du đà la cầm tám hoa sen mà nhường đến ngày năm hoa sen để cúng dường lên đức phật nhiên đăng để thọ ký thành phật cái tâm của bà kinh khủng không quý vị thấy cái người phụ nữ khiếp đảm không bây giờ vô gặp quý thầy mới phát nguyện chút xíu ông sư là cái mặt già bá cái tâm thì tào lao phải không mà không học theo cái hạnh bà yeah. đó đức thế tôn nó này do du đà la con đức thế tôn là cảm tạ cảm tạ Gia du đà la người đã cùng ta đã phát nguyện như vậy và đến kiếp này người đã thành đạo thành quả con hãy thể hiện thuyết pháp đi và nói những điều gì cho chúng sanh biết được con đường thoát khổ. Gia Dư La từng bước lui ra và thuyết pháp cho tất cả trời người chư thiên phạm thiên nghe rồi niết bàn. Đó, thấy chưa? Đó là những cái điều mà quý vị phải học. Yeah, tôi cái gì? Còn mình cứ học xong xuôi mình nói ở đâu không mà mình tu đâu không mà yep. Yeah. trí tệ là thiền quán là ngày xá lợi một tiền liên là thiền định phải nhớ đó. phải nhớ nghe nhớ là tu cái pháp gì đó, nhớ đó. đó là mình học đó rồi chấm dứt chương trình màn sẽ khép lại với một lời cảm tạ phước báo đầy đủ đến tất cả hội chúng nhớ cầu phước trí hồi hướng nguyện đem công đức này ơn về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.